là người con của vùng sông nước thì Lam chắc hẳn ai cũng đã từng thưởng thức qua món này ít nhất một vài lần, đó là mắm đặc sản của miền Tây sông nước. Bữa nay cùng Lam vào bếp để nấu món mắm kho cá lô đồng nha mọi người. Ăn món này thì không thể nào thiếu rau được. Lam ra vườn nhổ một mớ bông súng với cô Nèo về chấm mắm kho. Sáng Lam đi chợ mua thêm một mớ rau với một miếng thịt ba lợn về nấu cho có vị ngọt. Mắm thì Lam lọc lấy nước, phi tỏi xả cho thịt vào với cái này khoáng thì cho nước sống Lam lọc vào nấu. Rồi cho cá vào nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Nhớt cá ra rồi cho cà tím với khổ ra vào. Lam có chuẩn bị thêm bông bí với mướp non để chấm chung với mắm kho. Vậy là đã xong một nồi mắm kho đặc sản của vùng sông nước miền Tây. Mời mọi người cùng ăn với Lam nha.